Chào mừng tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục Di chú Hoa Kỳ tổng hợp. Câu hỏi ngày hôm nay: người bảo lãnh khi kết hôn và người phối ngẫu có con riêng, khi làm hồ sơ bảo lãnh cho người phối ngẫu, trẻ có được đi cùng hay không? Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Người bảo lãnh khi kết hôn và người phối ngẫu có con riêng, khi làm hồ sơ bảo lãnh cho người phối ngẫu, trẻ được đi cùng nếu kết hôn trước khi trẻ 18 tuổi và nộp đơn bảo lãnh trước khi trẻ 21 tuổi. Chú ý, nếu người bảo lãnh có quốc tịch, người bảo lãnh phải nộp riêng đơn I-130 cho từng người, người phối ngẫu và con riêng của người phối ngẫu. Trong trường hợp người bảo lãnh chưa có quốc tịch thì nộp đơn chung cho tất cả. Đối với người phối ngẫu, người bảo lãnh phải nộp hai đơn I-130 và I-130A. Chú ý, form G325A không còn áp dụng kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp cả nhà trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.